Rồi, ok, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay ha. Hôm nay mình sẽ đánh việc tướng Tulen đầu mùa mới nha các bạn, đầu mùa X2 của năm 2023 nha. Rồi, lại là cái bộ skin tiêu dao vũ thần nha mấy bạn. Trận đấu này thì mình sẽ có kèo đối đầu với lại Zata. Rồi, còn ở dưới thì sẽ là kèo giữa lại Theo, Yudu với lại Batman. À, tem bạn Batman và Violet thì tem bạn đang nghe cái cúp rừng tem mình nè. Thì đầu trận là Na đã qua cúp rừng tem bạn rồi và bây giờ thì ăn được cái chiến cầm đầu nè các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào vườn mình hỗ trợ rồi ăn mất con bùa rồi, nhưng mà không sao. Na thì cũng đã farm được cái con bùa đỏ tem bạn rồi nên là còn nên là cũng không thọt nha các bạn. Chỉ hơi tiếc là không giữ được bùa thôi. Nếu như giữ được bùa cho vị trí AD cho mình hay là mình á thì là sẽ lợi thế hơn nha. Nó cũng hòa vốn thôi. Là lần tem bạn thì thọt. Đó. Rồi thăm ngàn thôi, thăm ngàn thôi. Rồi ăn lẹ, ăn lẹ, ăn lẹ. Rồi có ai không? Rồi ok, mình nhảy 4 nha bạn. Ở trên thì có vẻ như là Vedic đang bị đè đường rất là nhiều nha. Rồi, rồi. Na thì qua cướp bùa, chắc mình nghĩ chắc thôi có ngộ không rồi, chắc mình nghĩ pha này xong rồi. Tem bạn thì tới 2 tàng hình lận. Là pha này mình nghĩ Yudu nên lên mắt thì nó sẽ hợp lý hơn nha. Thì các bạn cũng không có quá nhiều hiệu ứng khống chế đâu. Ra này trận đấu này thì mình thấy là AD sẽ hơi khổ một tí khi mà gặp cả Batman và Ngộ Không trong cùng trận nha. Rồi mình lại xuống hỗ trợ team lên. Chắc giơ tay xuống dưới rồi, chắc chuẩn bị bay nè các bạn. Đây rồi, giơ tay đâu ta? Đây giờ ta bắt mày rồi đóng luôn luôn ok hai đây một người nha. Rồi ok, mình được cái double kill nha các bạn. Ui Ngộ Không kìa, ui đập đầu thế. Gia ta được cái double kill nha, mà để gia ta xanh là rồi gia ta bay là chạy hơi mệt nha. Rồi đây là cái phần giao diện nha các bạn. Đó thì như hôm qua mình đã nói rồi, thì cái phần giao diện này mình thấy nó khá là đẹp luôn. Tối ưu hơn so với là cái phần giao diện cũ. Còn đây là cái phần cung chat nữa các bạn. Đó, khi mà các bạn chat lên đó là các bạn sẽ thấy toàn bộ cái toàn bộ cái tin nhắn nha. Đó, tem mình chat gì là thấy hết, hoặc là tem bạn có chat tổng cái gì đó là sẽ thấy hết. Vào. Ôi không, để tí. Rồi Na không giữ được bùa các bạn. Tem bạn ép gần rất là ghê luôn nha. Na thì tem mình đang có cái KD là 2-0 rồi. Này cố gắng này để vì Na cúp rừng như thế này thì chắc con ấy là cũng đánh cũng ok lắm các bạn. Nên là thường là mấy người mà người ta đánh biết đánh là người ta canh bùa rồi cũng dữ lắm. Thanh thời gian ra bùa rồi đi cướp thôi. Cướp, lúc may là trận này là Na đi cướp nhưng mà không gặp Kiểm Lâm nha. Có hai con bùa đầu tiên là mình thấy cướp rất là trơn tru luôn. Ôi, Vedic ao nhây được Amelie nữa các bạn. Chắc cái trụ này không thủ được rồi. Rồi, bây giờ mục tiêu lớn thôi. Ở dưới thì có AD bị ép quá ép. À gia ta nè, lụm cái mạng gia ta nè, chạy đi đâu nữa. Ôi, ít tí nữa.
Ui, Amelie á chị. Ngũ công xanh nha, ngũ không ba không nha, rất là xanh luôn nha. Hồi không mà xanh là kiểu này AD mệt trong người các bạn. AD thì đang rất là thọt luôn, không hai rồi. Chưa có mạng nữa. Thôi thôi bỏ đi bên mình rồi. Yes. Let the auspicious rain wash away the impurities. Ừ, mình nãy giờ chưa lấy được cái trụ nào của tem bạn hết. Tem bạn lấy được cái dàn trụ ngoài của tem mình rồi. Cả ba đường The collected này này hơi strength khó tí. more than one Thì million asked for. vừa có Batman, vừa có Ngộ Không mà có cả Yata nữa. Thì AD trận này rất là khó chơi nha. À, AD biết biết nhường bùa cho rừng nha, có nghĩa là farm hộ. Don't Thôi. worry, the Để rain will gán đi chung come. với lại support đi chứ chứ để của này căng quá, da ta bay vào là dính chưởng khó né lắm. Ở đây có tóc biến thì cũng chạy được một người thôi, nhiều khi gặp Ngộ Không hay là Batman tóc biến rồi gặp thêm da ta nó khổ thật sự các bạn. Chạy đi đâu con sông này, ok được 220 vạn nha. Rồi, rồi bây giờ team mình sẽ cố gắng thủ thôi các bạn. Đấu này team mình máu mỏng toàn máu mỏng rồi. Không biết trận này Yudu sẽ lên phép hay là lên lên thủ nữa. Nên là mong là Yudu sẽ lên lên thủ nha các bạn để ui không được rồi, không được rồi. Amelie nói gì ba thằng cho o hả? Bàn cho o là gì? Rồi mình có xuyên tâm lệnh rồi. Hay ngủ không nè, ngủ không nè, ngủ không nè, ngủ không nè. Ui. Đồng thế. Bắt bắn mình luôn. Rồi, rồi 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 mình có lo điểu lụm luôn các bạn ơi. Ok. Và tem nhà nhà pha này lỗ nha. Ngủ không cả, ngủ không làm gì cả. Amelie nè, lụm luôn. Ok. Đây là cái kết của việc băng trụ nha, đánh rất là hổ báo nha các bạn. Ôi, chết con thành công với bạn ơi. Đây ngủ không nè, ngủ không nè. Bây giờ nếu Ngộ Không có cái lượng máu này thì ra là mình đánh luôn nha các bạn. Tại vì mình còn cái mình còn cái thánh thuẫn nha. Ủa Batman kìa, Batman kìa, thôi lùi tí lùi tí lùi tí. Ồ, phải này xong hết rồi. Đồng thế. Bạn tàng hình như đánh được kiểu yếu tố bất ngờ không các bạn. Trận hình đều sóc đam ghê nữa thì mấy vị tướng thiếu cơ động như AD khổ à, bùi đó bùi đó. Ok rồi, rồi lắm được nhé, lắm được. Ui rõ đâu thế nhỉ, na vẫn kịp KS được con minh công nhé bạn. À, trận đấu này thì Bill lên lên tanh nha, lên tanh thì sẽ ổn hơn nha. Bảo kê AD tốt hơn, tránh cái việc là bị tem mạng sóc đam. Đó, được kìa, được một kêu gồ, ok. AD có mạng rồi, có mạng rồi là được các bạn. Nãy tỷ số là 0-3, không có mạng, giờ có mạng là ngon rồi. Rồi. Rồi, hai đứa bốn người, bây giờ tem mình sẽ đẩy đẩy đến lên, đẩy trụ thôi. Rồi ăn tài nguyên đi. Lấy lại lợi thế mới được, bây giờ bị ép quá mấy bạn. Bây giờ team mình bắt đầu có đồ rồi thì sẽ dễ hơn trong cái việc đó là chống trường hợp bị sốc đam. Cái đầu game thì Ngộ Không với lại Batman rõ gì mà chịu nổi đấy. Giờ Ngộ Không giờ không thể sốc đam được Vdes nha các bạn.
Bên bàn nào, bên bàn này, thấy 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 con mắt rồi. Đây 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 đây. Không, mình còn tốc biến nha, mình còn tốc biến với lại cái chiêu 2 nha các bạn. Ê, đây, 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 đây. Quá thơm, một bạn nữa. À, đê 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 chạy được. Ôi. À, không có đột biến là lụm rồi bạn. Bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn một khỉ nè. Rồi ok, mình được cái mạng chấm dứt của Ngô Không nha các bạn. Ôi, nhưng mà team mình cũng đi bụi hết rồi. Không được, không được, không được, không được, không được, không được, không được. Từ từ, từ từ, từ mình lên rồi, mình lên. Ôi. AD thêm bạn ra, thôi thôi lùi lùi tí, lùi tí, lùi tí, lùi tí. Ồ, bà này đỡ đam rồi. Căng nghe. Rất là căng thẳng luôn. Rồi, cái trận này gần mình cơ động rồi đó. Amelina, Amelina. Rồi lụm luôn, lụm luôn. Rồi. À luôn các bạn, ồ lắc vậy. Mấy nay rất là lắc nha bạn, lần nào reset gan cũng vậy chứ, lắc dữ lắm luôn. Đánh cực kỳ khó luôn, nhiều khi vào combat cái nó giật nhức con mắt luôn ạ. Nhiều khi không biết lý do tại sao lên bảng nữa, vô vừa vào combat cái thấy lên bảng này. Thấy màn hình nó đứng rồi nó giật tù luôn một me hết. Rồi gì mà lên bảng hết vậy? Lên bảng hết 4 người rồi còn có mình à. Ôi chắc bóp mình tấn công này quá. Giờ mình sẽ cố gắng mình đép thôi chứ giờ không có khó các bạn ơi. Ôi chắc mất luôn cái trụ này rồi. Giờ mình ra là có thua luôn. Từ 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 căng nha, chào căng nha. Thôi đừng lên cao Ngộ Không nó gõ đó. Không skin hay bị đẹp nha. Rồi rồi rồi, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn. Từ 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 từ, ra ta bay, ra ta bay, ra ta bay. Ui, rồi rồi rồi, gà tí, vô 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 vô. Họ mất con công rồi, cây thế nhờ. Ok. Lụm được các bạn cái Amelie các bạn. Thôi thôi rồi, bỏ 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 về về về. Tệ sốc đam ghê thiệt. Còn ở đây là còn hy vọng nha. Ngộ Không 7-1 rồi. Còn giả ta là 7-5 hả? Giả ta cũng rất là xanh nha bạn. Hơi lướt nữa hả? Lướt nữa. Ê, cái lướt kìa, lướt kìa. Chuẩn bị con công mới ra nè. À, xuống xuống đếp con công này nữa. Ôi Batman cũng bắt đầu xanh nè các bạn ơi. Dây 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 dây. Ủa không nè, không nè. Rồi ok, mình hạ được cái mạng chấm dứt của Ngộ Không nha bạn. Rồi rồi, lên 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 lên, bắt con gia ta nó được. Lên 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 đây đây. Ui, dù bay kịp kìa. Ba đứa ổn thế nhờ. Nó luôn, nó luôn, ok. Rồi, xem bạn hai người lên bảng rồi, bây giờ mình đem mình ra ra kênh công, ra kênh công lẹ 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 lẹ. Được nha, đánh được nha, đánh được nha. Chưa 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 chưa. Từ từ từ, rồi rồi rồi, ép lên luôn, ép lên luôn.
355. Rồi đây mình nhấn lại hơn hai người các bạn. Rồi, để tí đi, từ. Để coi gia ta đâu vậy. Đây, gia ta đây. Đây, chặn đầu gia ta là được rồi. Đây, đừng để gia ta bay. Rồi. Rồi đánh luôn. Đông hơn đâu rồi, đánh luôn. AD được bắn rồi, AD được reshot các bạn. Không nữa. Ok, và đó mình đi băng xương ngoài vẫn được cái chip bột kêu nha bạn. Hãy nhờ cái nội tại và đó ăn hôi. Này, lụm luôn. Rồi ok, win. Bên trong bên ngoài là phải win thôi. Ngày tem bạn còn ôi trên tem bạn sắp ra lẻ. Ôi chắc không kịp quá. Tự nha, vô luôn để bắn che cho để bắn rồi ok. Ok, các bạn đã xem video của mình nhé. Một trận đấu rất là khó khăn nha, tem bạn ép rất là dữ luôn.